Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mùng 2 tháng 10, rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 15 đến 20 độ vĩ Bắc, nối với cơn bão số 5, tức bão Kraton, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Cũng thời gian này, vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và rông. Riêng vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2m đến 3m. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Dự báo, đêm mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 10, vùng biển phía đông bắc, khu vực bắc biển đông, phía bắc vị tuyến 19, 5, Phía đông kinh tuyến 118. Gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, riêng phía đông cao từ 3 đến 5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Riêng vùng biển đông bắc của khu vực Bắc biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, các tỉnh thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời xe lạnh về đêm và sáng. Riêng vùng núi có nơi trời rét. Trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục khuếch tán vào sâu phía nam, gây mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Với lượng mưa phổ biến từ 20 mm đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Từ ngày mùng 3 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Thông tin về bão số 5 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 km h đến 166 km h giật cấp 17, di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km h Vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ, phía đông kinh tuyến 117,5 độ, gió mạnh từ cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 7 m đến 9 m, biển động dữ dội. Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đến 8 giờ ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ sạt lở đất tại km 51, quốc lộ 2 thuộc địa bàn thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Danh tính nạn nhân được xác định là ông NVT, sinh năm 1960, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Thi thể ông T được tìm thấy tại khu vực ven quốc lộ 2, ngay cạnh chiếc xe máy của ông. Tính đến thời điểm này, năm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang được lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Giang tìm thấy và bàn giao chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương. Trong 3 ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang tìm thấy thi thể MTC, sinh năm 2014, ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, chị TTH, sinh năm 1971, anh TDD, sinh năm 1994, cùng chú tại thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, và anh Phạm Anh Tê, sinh năm 1992, Chú tại thôn Nậm Buông. Cùng với triển khai công tác cứu hộ tìm kiếm người dân mất tích, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang tiếp tục hỗ trợ các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao di rời đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng đang tập trung máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở sớm thông tuyến quốc lộ 2 đoạn qua địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Dự kiến trong ngày mùng 2 tháng 10, khu vực sạt lở này sẽ được dọn dẹp bùn đất hai bên đường tạm thời thông tuyến. Tối mùng 1 tháng 10, ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cho biết, mưa lớn kéo dài nên các tuyến đường đi từ trung tâm huyện vào xã tạm thời bị chia cắt do đất sạt xuống, đặc biệt tại thôn làng Nủ, nước suối đổ về lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hóa bị cô lập. Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức di rời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ ngày 30 tháng 9 đến sáng mùng 1 tháng 10, trên địa bàn mưa vừa và mưa to. Nhiều khu vực như huyện Bảo Yên, Bát Sát, thị xã Sapa tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km 79, quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông Ba, xã Bảo Hà diễn ra phức tạp. Bùn đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Tại km 78, đất đá sạt lở với lượng lớn lấp lòng đường khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng. Tại huyện Bát Sát, tỉnh lộ 155, tuyến Sapa đi Bát Sát, đoạn qua xã Ngũ Chỉ Sơn xảy ra nhiều điểm sạt ta luy gây tắc đường. Tại thị xã Sapa, khu vực tỉnh lộ 152, đoạn đường xuống xã Tả Van xuất hiện nhiều điểm sạt lở và khe nước gây nguy hiểm. Hiện nay, đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, các phương tiện không thể lưu thông. Tối ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, nên lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu pha Phong Châu từ 18 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, theo cảnh báo từ trang tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 10, tốc độ dòng chảy trên sông Thao tại Phú Thọ gia tăng, có thể ảnh hưởng đến cầu phao mới lắp. Trước đó, ngày 29 tháng 9, tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh, chủ trì phối hợp với các lực lượng triển khai bắc nối thông cầu phao PMP 60T đảm bảo giao thông cho người dân hai bên bờ sông Hồng, thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập nhịp ngày 9 tháng 9 khoảng 300m Lữ đoàn 249 huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, lữ đoàn phải gia cố trên 11.000 m khối đá ở hai bến và đường lên xuống cầu, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Ngày 28 tháng 9, đơn vị tổ chức hạ thủy cano và các đốt cầu. Để bắc cầu, lữ đoàn 249 sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Sau khi hoàn thành việc bắc cầu, Đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Từ 6 giờ ngày 30 tháng 9, cầu phao Phong Châu đi vào hoạt động. Thời gian người dân và các phương tiện qua cầu phao là từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trường hợp đặc biệt, binh chủng công binh sẽ có thông báo cụ thể. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện được phép đi qua cầu phao theo hai chiều. Tốc độ tối đa 5 km/h. Các loại ô tô con và xe bán tải được phép đi qua cầu phao theo một chiều. Thời gian mỗi chiều khi đi là 10 phút. Cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 m. Tốc độ tối đa cho phép 10 km/h. Các phương tiện và người đi lại qua cầu phao phải tuân theo sự tổ chức phân luồng của các lực lượng chức năng. Tình trạng sạt lở sụt lún tại khu vực đồi Vẽo, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho người dân và tài sản. Các vết nứt lớn nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã chủ động căng dây, cắm biển cảnh báo. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan cho biết, sau bão số 3, chúng tôi đã phát hiện tại đồi Vẽo, xã Sơn Lai xuất hiện các vết nứt, diện tích đất đồi đã bị rạn nứt, gãy tầng hai vị trí bề ngang vết nứt 30 cm, chiều sâu khoảng 40 cm với tổng chiều dài khoảng 380 m. Chúng tôi đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Nếu trời không mưa thì khu vực có vết nứt, sạt lở chưa ảnh hưởng mấy, nhưng khi mưa xuống thì rất nguy hiểm, phải di dân ngay. Trước đó một số nhà dân gần khu vực đồi vẽo khi phát hiện vết nứt đã di rời và đến khu vực an toàn. Bà Dương Thị Lân, 65 tuổi, nhà nằm dưới chân đồi vẽo cho biết, nhiều ngày nay cứ tối đến cả gia đình 6 người phải đi ở nhờ nhà họ hàng để tránh nguy hiểm. Tài sản có giá trị cũng đã chuyển đi nơi khác. Cũng theo bà Lân, khu đồi vẽo lâu nay người dân địa phương vẫn trồng keo và chưa từng xảy ra sụt lún, sạt lở như hiện tại. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, vị trí sạt lở, dạn nứt, gãy tầng ảnh hưởng trực tiếp đến 139 hộ dân và một nhà thờ giáo họ Thanh Vĩ. Trong đó, các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu ở thôn Vẽo và một số hộ thôn xưa. Trước tình hình thời tiết hiện tại, các điểm sạt trượt có nguy cơ tiếp tục và diễn biến phức tạp, khó lường nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở khu vực đồi Vẽo, xã Sơn Lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã giao Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan chủ trì theo dõi sát sao diễn biến sạt lở, triển khai ngay các biện pháp cần thiết như rào chắn, quan chắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi ảnh hưởng. Đồng thời, huyện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở, sẵn sàng sơ tán, di rời người và tài sản khi có tình huống nguy hiểm. Ông Hứa Mạnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, Ninh Bình cho biết, tình hình sụt lún tại đồi vẽo vẫn tiếp diễn, dù với cường độ ít hơn trong những ngày qua. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều tổ công tác túc trực thường xuyên tại các khu vực nguy hiểm để sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khi có sự cố xảy ra. Đến nay, 8 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 5 hộ ở thôn Vẽo, 3 hộ thôn Sưa đã được di rời đến nơi an toàn.